Với cái thông số kích thước của cái mã này được thiết kế chiều cao khoảng 60, ngang là trên 40 một chút, sâu 30. Đấy, được thiết kế hình bát cân để đặt đa chiều các bác nhá. Rồi đặt đa chiều rồi. Đấy, một cặp loa monitor Mỹ Xin PV bát 40. Đấy, hàng bên em bao nguyên zin các bác nhá. Đấy, bao nguyên zin bao đẹp cho cặp loa PV monitor Mỹ Xin. Bác nào có nhu cầu chốt ngoài liên hệ bên em. Đấy, với giá đầu tư rất hợp lý 10.200.000. 10.200.000 cho một cặp loa monitor bát 40. Một tép kèn. Mọi nhu cầu mua sắm của anh hãy liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 và 0948249265. Và địa chỉ bên em tại thị tứ Lê Lợi, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương. Bác nào quan tâm kết bạn Zalo hai số điện thoại trên, bên em sẽ gửi chi tiết nội thất cụ thể hình ảnh cặp PV monitor PV15M các bác nhá. Và 10.200.000 cho cặp loa bát 40 monitor này các bác ạ. Giá quá hợp lý, rất là tuyệt vời. Học sinh đẹp như gấm hoa.